Anh có một bao đâu ấy. Mới không? Đây đây này. Mới cũ. Mới. Tao lại có 40 điếu cơ. Móm đi. Anh trúng móm rồi. Để quay nhá. Xem nào. Không mất. Ui giời ơi, trời ơi. Giếc ở đây nó chỉ có thế này thôi này. Giếc loại này thôi. Ui. Loại này đông sang này. Loại này à, long này. Ờ. Dã man nhỉ. Tam tắp như nhau. Hai bọn bọn giếc con nó chạy hết rồi. Đây. Ông thấy chưa? Dã man thế. Ông thấy mẹ chuyên gia câu giếc, nhìn giếc ở đây nó khác không? Chuyên gia. Long là chuyên gia câu giếc rồi. Em chỉ còn một con này thôi thì. Ừ. Long chuyên gia câu giếc này, câu mồi giếc chép từ vừa nãy. Nhưng mà con này là con bè to hơn cả con kia. Nó ngang nhau. Nó sàn sàn với nhau. Đó, như con này. Vâng. Như con hôm trước Tuấn cái nó câu rồi. Con giếc này lộng phải bao nhiêu năm rồi nhỉ? Nó mới tổ không, nhưng mà ở đây không hiểu sao nó giếc khác quá, giếc Nhật to thế. Ừ đấy. Không khác gì giếc Nhật luôn, nhưng mà long chắc đi câu giếc khắp miền Bắc rồi. Em chưa bao giờ gặp con hàng như này cả. Hay ngày xưa nó có thả giếc này không? Không biết. Nhưng mà giếc này chứng nó rất to hơn nhá. Tè hơn, bè hơn cái của mình câu đúng không? Anh lên hai con này mà một lồi chật luôn. Con này nó đúng là em thấy cái con này giống rất giống giếc Nhật, giếc Nhật lộng bè bè. Rất giống giếc Nhật nhưng mà không có ở đâu giếc to như này luôn. Giếc vãi đai. Dã man. Con nào như con nào sợ. Chán nhỉ. Mùa đông này mà chỉ cần làm 10 con này một buổi câu. Thôi anh ơi, em chỉ cần 2 con thôi. Cần thủ này lại lên hàng. Ác đấy, ác chiến đấy. Nuốt rồi. Cho lên bờ Tuấn đây. Cho lên bờ, nó phạch phát đứt tay đấy. Đá nhờ. Nhờ. Nào. Đây. Được. Nửa cân đấy. Lại trồng khoai. Cần thủ này chống bóm à? Kéo dẫm vào dây kìa. Chủ yếu trông móm. Tình hình là hôm nay quá nhiều tép nên là phải thay đổi chiến thuật. Một người hy sinh không câu cá thì câu tép, và ai cần thủ này ngồi kiếm cá. Mới được sướng ạ. Anh được sướng trước. Anh Long cầm luôn cần đấy không?
giật. Ui, bà này. Mặn quá anh. Động luôn, càng cắn được. Úi dồi, này to thế. Cháu bác xem thành quả đây, tép đây. Được bữa. Tối về dám. Tép rất là ngon các bác, còn tỏi. Anh Long ngồi trên bờ, không ấy cầm
Thôi anh lấy con kia rồi. Ngoài thành quả được. Con này rán ăn ngon lắm ấy. Mấy con rô. Rô ấy. Ngày công của ai ấy. Lấy cái túi đi không? Thôi anh em tôi đi về đây. Hôm nay là không ăn thua lắm. Vừa to quá. Tôi hôm nay chống bóm được bơ cà tép, tối về rán giòn. Đấy, ấm rồi. Hôm nay ai đi cũng có quà. Chủ yếu được được cân con trai. Trai với chồng trục. Chủ trục. Tôi được cân ốc đá. Tối hai vợ chồng về rượu ốc. Thôi xin chào các bác, hẹn các bác ở video tiếp theo nhá. Chào các bác nhá. Con ăn cá rán nhá. Yeah, you know.